Từ họa sĩ trở lại từ cõi chết gần như hoàn hảo. SALVADOR DALI, họa sĩ siêu thực nổi tiếng người Tây Ban Nha vào những năm của thập niên 50 từng nói một câu nổi tiếng: "Tôi tin vào cái chết, nhưng cái chết của Dali không đời nào." Câu nói này đã trở thành một biểu tượng, dù ông vẫn qua đời vì bệnh suy tim ở tuổi 84. Dường như để hiện thực hóa lời tiên tri của Dali, bảo tàng mang tên ông ở ST -e -e g, -s -b -u -g, -g. Florida mới đây đã đưa ông trở lại theo một cách vô cùng ấn tượng, với một deepfake và kỹ thuật chỉnh sửa video dựa trên machine learning. Cụ thể, tại triển lãm có tên Dalives, công ty quảng cáo Goodby kết hợp cùng Silverstein và Partner, giáo sư và P, đã khiến du khách bất ngờ với hình ảnh SILVESTEINDALI -E -E xuất hiện phía sau một màn hình lớn, có kích thước như người thật, có thể nói chuyện, đối đáp, bông đùa, thậm chí chụp ảnh selfie với khách tham quan để làm được điều này, họ đã kết hợp hơn 6.000 khung hình và dành 1.000 giờ để đào tạo AI học theo các chuyển động khuôn mặt của họa sĩ Dalí, biểu cảm khuôn mặt của ông sau đó được áp dụng lên một diễn viên có tỷ lệ cơ thể tương tự họa sĩ nổi tiếng bằng công nghệ deepfake. Sau đó kết hợp với giọng nói của chính ông được chiết xuất từ các buổi phỏng vấn. Kết quả là AI này không chỉ bắt chước được những cử chỉ khuôn mặt, dáng đi mà còn có chất giọng độc đáo pha trộn giữa tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh của Salvador Dalí. Điều thú vị đó là các câu thoại và biểu cảm của AI được tạo mới liên tục với hàng ngàn biến thể khác nhau và không hề bị trùng lặp. Thí dụ như trong cảnh DALI đọc báo, một lớp phủ lên trang nhất của nó sẽ cập nhật đúng với nội dung của tờ The New York e Times. Hay nếu trời mưa, AI DALI sẽ dành nhiều thời gian để bình luận về thời tiết. Công nghệ này khiến nhiều khách tham quan tỏ ra thích thú, đặc biệt là khi AI DALI dơ điện thoại lên để chụp selfie cùng họ còn hình ảnh hiển thị trên đó được xử lý một cách chính xác đến kinh ngạc. AI DALI thậm chí còn lịch sự và gửi ảnh vừa chụp cho khách tham quan để làm kỷ niệm. Triển lãm DALI LIVES vừa khai mạc vào ngày 11 tháng 5, đúng ngày sinh nhật thứ 115 của họa sĩ nổi tiếng SALVADOZ DALI. Nguyễn Nguyễn